để làm gì, để lấy tiếng nhiều tiền để mình xoay cho nó dễ đập giá thì ra cái lèn giá thì ra một cái hệ thống chống rảnh gì luôn. Bài dạy là ngon lắm nha, top 2 là quá đỉnh nè. Mấy ông cứ đòi bây giờ hỏi đâu ra không biết, đòi hỏi quá đáng. Getting hungry. Wonderful. Ê, hình như tối qua đến tối hôm nay là hình như cái ván nào nhiều nhất đồ của mình là chỉ có 5.5 thôi nha. Và là 5.5 không hơn được đồ đó. Đồ chứ mất giỡn á. This is a waste of my time. Chơi game không đồ à? Đùa hoài. I am the stone beneath your feet. They will know regret. Ready for battle. Sống vội thôi. Nhưng bây giờ mà không sống vội là bị nó đè đầu cuối chỗ đấy. Sống phải gọi là siêu vội được. À, Kiana nha. Và đồ này chứ Sivir được không ta? There is no retreat. You can't tame the desert. I am the stone beneath your feet. Kiana 2 luôn thì đớp vào mồm nó. Hai con nước, hai con gió, ba pháp sư. Đớp vào mồm nó.
light. Ờ, kia na đồ game ngon lắm. Gió đồ game cũng siêu ngon. Đồ game gió nó là một thế lực đấy, không đùa được đâu. In the dirt. Nên chỉ kiếm khách không ta. No luck. All skill. Hôm nay chỉ kiếm khách không nhỉ? Chắc gì đã chỉ kiếm khách bạn để xem coi. Bài bún nó ra thế nào. You can't tame the desert. Hai con Sivir bây giờ kiếm thêm cái nước mắt đó là được. Hai kiếm khách Sivir đồ phát cần thế giới đấy. Kiếm khắc triệu hồi. Thank you.
ai cả dít này. No cure for fools. Mất nước, bỏ vô là mất nước từ từ. Kiếm khách sắp phụ xét rồi. Không, như vậy đang mặn. Như vậy đang ngon, từ từ. Just death. Nothing serious. Ngon rồi, để Azir xài luôn. Zana này, Azir nữa này. Never cross an emperor. Hai cáp. Zana vô là ba gió. Đang tính kiếm cách triệu hồi đấy thì tớ bài kiếm cách triệu hồi mình đẻ ra mà các bạn lại còn phải dặn mình chơi đẻ ra cái bài đấy mà kiếm cách triệu hồi đang đợi Ani cái kiểu đó. Đây có mặt phai này, rồi bỏ con này đi. Okay. Soldiers, onward!
Cure for fools. Gì vào đây? I cannot turn back. Never cross an emperor. Mấy vậy? Chắc là chết 8 rồi quá. Ôi, Brain 2 gần Kinect 3, chơi game không roll à? Chơi game không cần roll ấy. Chết 7 à? À, chết 7, Brain 2 Kinect. Chán vậy. Brain 2 Kinect đồ luôn. Gắt vậy. Chết 7 và lên 2 gần kinh nghiệm 3 này. Sao? Hả? Just death. Nothing serious. À, ông này cũng bị sắt đao rồi nè. Đây cũng phải mẹ sắt đao đi chứ. Chơi game cũng phải sắt đao đi chứ. Vậy hoài ai chơi?
Thôi, giờ ấn chết. Nhắc con anh đi vào. Có giao rít thì thay con Kiana rồi. Never cross an emperor. Kiếm giao rít thay Kiana đi. Thôi cứ từ từ thôi. Mình từ từ ghép cuộc đao nha. Nó mà ra cái thì á, mình ghép kiếm khách cho con Azir, rồi mình ném Achop vào. Tranquility. Tiền ốc 9 thôi, ốc 9 cho nó dễ kiếm tướng các bạn. Đáng khó kiếm. Kìa nè, ôi cùng cung, thôi thì xin kìa luôn. À, có kìa, buồn quá. À, rất hẳn cái cuồng cung, cái thìa ngon hơn. Cái thìa tuyệt vời quá, 4 kiếm khách. Giờ thực tế chơi 4 kiếm khách thì ốc chết 9 là kiếm gì, chơi 4 kiếm khách cũng được. Bỏ bí ẩn đi, à bỏ triệu hồi đi. Khỏi xài triệu hồi. À chóc gì vô. Bỏ Ani ra. Ôi, phủ 4 bí ẩn đi nhỉ. Đâu CP hai cùng cung ngon má. Hai cùng cung vừa có kháng phép vừa có tốc đánh. Lại thêm stack cung hay cái gì đó. Behold the desert's wrath. 4 kiếm khách 4 bí ẩn không? 4 kiếm khách 4 bí ẩn. Toàn phép. Ừ, được đấy. Bắn đi. Hai gió, hai nước. Bốn bí ẩn, bốn kiếm khác. Hai ngang.
It's just business. The ocean will sweep them away. Cross an emperor the order is given. So it's just business. Hết round này úp chat lên cho con đầu đi lớp vào Nami Solari. Vô cực cho Yasuo cũng được, ánh sáng cũng được, kiếm khắc rồi, Azir kiếm khắc, bỏ Ajax ra, vậy thì mình roll luôn, mình chả cần lấy nữa, bỏ Ajax ra ngoài, roll luôn, Azir kiếm khắc, rồi bỏ Ajax ra, roll luôn, khỏi cần nó chết, bỏ luôn Ajax ra. No cure for fools. They will pay. No cure for fools. To heal and protect, they will go no further. Gale winds unleashed. This one's on. You can't take the desert. The order is... vào chắc vui lắm nhờ. Nó chết lên cho bốn con nước vào vui đấy. Bốn con nước vào đánh nhau cái này, để mình solo cái này thôi, để thì nó chết đi, không ra Azir nữa rồi. Bỏ đi. Nó chết cho lắc nước vào cho nó vui. Bốn nước luôn, lên mana liên tục. Nào, bốn bí ẩn ra này, chơi không? Chơi ba này. Không chơi sao nổi với tôi. Azir quái thú đấy. Azir với Sivir quái thú. 70 tiền không ra gì, bình thường. 70 tiền không ra gì là chuyện bình thường. Ôi hộ vệ, giá hộ vệ ngon luôn. Tôi vứt mẹ con Zana lên trên này để cho nó cái hộ vệ luôn. Chả chết nổi đâu mà. Thôi Nico nữa hả? Thôi luôn nút này ba đi. No cure for fools. Rồi nút con Yasuo qua đấy luôn đi. Ui giời, cần mẹ gì lên chết. Có nhỉ. Giờ mình có thua nổi thế đâu mà nó chết làm gì.
The order is given. Không biết à, không chỉ biết cái này thì chơi cái gì. For tranquility. Giờ xài cả trăm tiền đấy vẫn chưa ra thêm một con gì nào đấy. No cure for fools. Ôi ăn gì rồi. Thoát rồi, đầu hàng rồi à? Đầu hàng rồi. Ấy, đợi Asia 3 cái, từ từ. Thoát rồi. Asia 3 cái. Vậy vì vàng mình không ra nổi một con Nami với một con gì nào nữa luôn. Quit flopping around. Ai đâu hàng đéo cho lê.